Mùa hè vừa qua, ngoài những diễn biến của thị trường chuyển nhượng, thì tương lai của Mason Greenwood chính là chủ đề được bàn tán xôn xao nhất. Tất cả đều chờ đợi phán quyết cuối cùng của câu lạc bộ để xem liệu tiền đạo 21 tuổi có cơ hội tái xuất trong màu áo đỏ hay không. Và rồi Manchester United đã quyết định để anh ra đi tìm kiếm bến đỗ mới do sức ép quá lớn từ dư luận lẫn truyền thông. Không mất quá nhiều thời gian để gỗ xanh có bến đỗ mới, đó là câu lạc bộ Getafe tại Tây Ban Nha. Anh nhanh chóng trở thành hiện tượng tại đây, đồng thời vừa có màn tái xuất sân cỏ sau 20 tháng, hay chính xác là 603 ngày trong trận đấu với Osasuna. Sau khi nhận được phán quyết của đội chủ sân Old Trafford về tương lai, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Carrington đã nhận được khá nhiều lời đề nghị từ khắp nơi tại châu Âu. Và cuối cùng, bến đỗ mới của chàng trai sinh năm 2001 chính là Getafe, một câu lạc bộ đang chơi tại La Liga. Một bản hợp đồng cho mượn đã được thông qua và anh sẽ trở lại Manchester United vào năm 2024, thậm chí là ngay tháng 1 nếu quỷ đỏ yêu cầu. Đại diện thành Madrid sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho tiền đạo người Anh và cũng chỉ cần chi trả một số tiền rất nhỏ về tiền lương cho gỗ xanh. Dù bị tẩy chay rất nhiều ở quê nhà, nhưng với việc là một cầu thủ từng chơi cho Manchester United, tân binh 21 tuổi đã nhanh chóng kéo theo sự chú ý rất lớn từ người hâm mộ tại xứ sở đấu bỏ. Hàng ngàn cổ động viên đã hò reo cổ vũ khi anh có màn ra mắt câu lạc bộ. Cùng với đó, một số nguồn tin đáng chú ý còn khẳng định Greenwood và gia đình được cho là đã ăn tối với chủ tịch Getafe, đồng thời cũng có phiên dịch viên theo yêu cầu. Ngoài ra, bạn gái của anh là Harriet Robson cũng được những nàng wax tại đội bóng mới chào đón và dẫn đến thăm các khu mua sắm ở thủ đô Madrid. Điều này cho thấy một sự tiếp đón nồng hậu được dành cho chàng trai lắm tài nhiều tật này. Tờ The Sun, một đầu báo uy tín về các tin tức bên hành lang, còn cho biết thêm, tiền đạo sinh năm 2001 đang cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở môi trường mới và một vài cầu thủ tại Tây Ban Nha đã đứng ra bảo vệ gỗ xanh. Bản thân số 12 cũng không thể tin được về cách mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, đồng thời cuộc sống của anh đã thay đổi nhanh chóng chỉ sau quãng thời gian ngắn như vậy. Huấn luyện viên của Getafe Jose Bordales còn tiết lộ rằng chính ngôi sao đang có phong độ rất cao tại Real Madrid là Jude Bellingham đã khuyên tiền đạo đồng hương của mình đến với La Liga. Đồng thời, chiến lược gia 59 tuổi còn cho biết chưa bao giờ ông nghĩ rằng đội bóng sẽ có được một bản hợp đồng chất lượng như vậy và ngạc nhiên khi Manchester United đã bật đèn xanh cho thương vụ này được diễn ra. Greenwood là bạn của Bellingham và cậu ấy đã khuyên chàng trai này đến giải đấu số 1 tại Tây Ban Nha. Cuối cùng, thật bất ngờ thương vụ này đã thành công và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được một cầu thủ chất lượng như vậy. Manchester United đã liên lạc với giám đốc thể thao Ruben Reyes. Cả hai đã nói chuyện và chúng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng rồi nỗ lực thống nhất về mặt tài chính đã giải quyết tất cả. Sau những buổi tập đầy tích cực cùng với đội bóng mới, chân sút 21 tuổi đã được điền tên trong danh sách thi đấu ở cuộc đón tiếp Osasuna trên sân nhà tại vòng 5 La Liga. Đây là màn đối đầu giữa hai câu lạc bộ ở nửa dưới bảng xếp hạng và đều quyết tâm để cải thiện vị trí của mình. Đúng với tinh thần quan trọng của trận đấu, 90 phút trên sân vận động Coliseum Alfonso Perez đã không khiến cho ai phải thất vọng. Một màn rượt đuổi tỷ số đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Stefan Mitrovic là người đã mở màn với pha lập công ở phút thứ 36. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ Ike Munoz đã quân bình tỷ số của trận đấu. Sang hiệp 2, Jose Carmona tiếp tục đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Nhưng cũng chỉ 6 phút sau, thế quân bình lại được thiết lập. Ante Budimir không mắc một sai lầm nào trên chấm phạt đền để đánh bại thủ thành David Soria. Và rồi khi thế trận giằng co tiếp tục diễn ra thì bước ngoặt đã đến ở phút 86. Bàn thắng của Nemanja Maksimovic đã ấn định chiến thắng đầy kịch tính cho Getafe. Qua đó giữ 3 điểm ở lại sân nhà và đưa đại diện thành Madrid tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 7 điểm trong tay. Riêng cá nhân Mason Greenwood đã được tung vào sân ở phút 77 để thay thế cho Juanmi Latasa và có 26 phút chơi bóng đầu tiên sau 20 tháng xa rời sân cỏ. Anh đã được huấn luyện viên Pepe Bordalas bố trí chơi tiền đạo lệch phải trong sơ đồ 4-4-2 và đã có một màn trình diễn tương đối tốt đối với một cầu thủ đã rời xa đấu trường đỉnh cao gần 2 năm qua. Anh được SofaScore chấm 6,5 điểm với các chỉ số.
12 lần chạm bóng, một cú dứt điểm bị ngăn chặn, 4 đường chuyền chính xác với tỷ lệ 100%, 1 trên 3 tình huống tranh chấp tay đôi thành công, 1 lần bị phạm lỗi. Tất nhiên, nhìn vào những chỉ số này thì đó chưa phải là điều gì quá đáng nói đối với tiền đạo đã từng ghi đến 22 bàn tại Premier League. Nhưng nên nhớ rằng Gỗ Xanh đã nghỉ thi đấu trong vòng 20 tháng qua. Và với một cầu thủ có lần đầu tái xuất sân cỏ sau quãng thời gian dài như vậy, việc anh duy trì được nhịp độ thi đấu cũng là một thành công rất lớn rồi. Điều quan trọng nằm ở trên khán đài sân vận động Coliseum Alfonso Perez. Các cổ động viên của Osasuna đã gây sức ép rất lớn cho chàng trai trưởng thành từ lò đào tạo Carrington bằng những lời lẽ khó nghe hướng đến số 12 khi bảo anh đi chết đi. Một hành động vô cùng xấu xí đến từ đội khách, nhưng còn phía khán giả nhà Getafe, họ đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình dành cho tân binh người Anh quốc. Những tiếng cổ vũ vang lên không ngớt mỗi khi ngôi sao sinh năm 2001 chạm bóng. Có lẽ họ muốn lấn át những lời lẽ khó nghe mà phía Osasuna dành cho Mason Greenwood. Đây chính là những áp lực mà tiền đạo 21 tuổi phải đối mặt trong quãng thời gian sắp tới. Nhưng hãy nhìn vào cách cư xử của người hâm mộ Getafe, Gỗ Xanh có thể giữ được cái đầu tỉnh táo và tập trung hoàn toàn vào việc chơi bóng. Tất cả điều này đã giúp cho người con của thành Manchester thi đấu khá tự tin trong quãng thời gian tương đối ngắn ở trên sân. Anh vẫn giữ được những pha đảo chân và dứt điểm quen thuộc bên hành lang phải, và chính Greenwood là nhân tố đã gián tiếp giúp đội nhà giành được chiến thắng. Trong một tình huống đi bóng, số 12 đã sút trúng chân của hậu vệ Osasuna và đội nhà đã được hưởng một quả phạt góc. Cũng chính từ quả phạt góc này, Getafe đã nâng tỷ số lên 3-2 với một pha phối hợp tương đối ấn tượng. Với kết quả đó, Getafe đã vươn lên vị trí thứ 9, một điều mà mùa trước họ không thể khi suýt phải xuống hạng với việc đứng ở vị trí thứ 15. Đối với Greenwood, dù chưa thể ghi bàn hay là kiến tạo, nhưng anh như một điểm may với đại diện thành Madrid và một màn trình diễn vừa qua, tương lai của Gỗ Xanh là vô cùng hứa hẹn khi anh sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn, mở ra chặng đường làm lại sự nghiệp vốn đã từng nhận về rất nhiều kỳ vọng. Tất nhiên, sức ép là điều mà Greenwood phải chuẩn bị thật kỹ. Đây là trận đấu trên sân nhà nên phần nào anh đã nhận được sự bảo vệ từ các cổ động viên. Nhưng nếu đó là chuyến làm khách thì chắc chắn tiếng nói từ khắp các khán đài sẽ là áp lực khủng khiếp mà tiền đạo sinh năm 2001 phải đối mặt. Nếu vượt qua được tất cả điều này, sẽ chẳng có điều gì có thể làm khó được tiền đạo người Anh. Và từ đó, cơ hội làm lại sự nghiệp là vô cùng sáng sủa. Thậm chí việc trở lại đội hình của Manchester United là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh dàn nhân sự nơi hàng công của Quỷ Đỏ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng vì những vụ lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Dù bị hắt hủi tại quê nhà, nhưng khi đến câu lạc bộ mới, Mason Greenwood chẳng khác gì một người hùng có thể mang đến thành công cho tập thể, cũng như nguồn thu về tài chính cho đại diện thành Madrid. Theo tiết lộ từ tờ Daily Mail, áo đấu của Mason Greenwood được bán với số lượng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử của Getafe. Chỉ một tuần sau khi chính thức cập bến đội chủ sân Coliseum Alfonso Perez, Gỗ Xanh đã lập nên kỷ lục rất đáng chú ý. Anh nhanh chóng được ban lãnh đạo, đồng đội và các cổ động viên yêu mến. Đó chính là lý do mà áo đấu của anh đã được bán rất nhanh như vậy. Sức hút của cầu thủ từng chơi cho Manchester United là không thể xem thường một chút nào. Vào thời điểm tiền đạo sinh năm 2001 dính phải scandal liên quan đến bạn gái, anh đã nhanh chóng bị các tựa game bóng đá cũng như những nhãn hàng thời trang thanh lý hợp đồng. Từ đó, mất đi rất nhiều bản hợp đồng quảng cáo chất lượng cùng với thu nhập của chính bản thân anh. Nhưng rồi, ngay khi chính thức là người của Getafe, đồng thời tạo ra cơn sốt về áo đấu tại đội bóng mới, ngay lập tức, các hãng game bóng đá nổi tiếng đã đưa hình ảnh của chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Carrington trở lại, điển hình như là Sport Interactive, hãng sản xuất Football Manager. Và mới đây nhất là EA Sports cũng khẳng định mình sẽ làm điều tương tự. Cụ thể, EA Sports sẽ cho ngôi sao 21 tuổi tái xuất trong FC24, một cái tên mới thay thế cho FIFA khi tựa game được phát hành vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Ngoài ra, trong bản cập nhật từ FIFA, thời điểm Greenwood phải nghỉ thi đấu vì vấn đề ngoài sân cỏ, chỉ số của anh đang dừng lại ở mức tổng quát là 77 và được chấm 90 điểm tiềm năng. Liệu rằng trong đầu game mới chuẩn bị được phát hành, EA Sports còn nâng cấp cho Gỗ Xanh hay không? Những sự trở lại của số 12 sẽ giúp cho anh được các game thủ hay là cả các cổ động viên Getafe lẫn Manchester United săn đón gắt gao? Từ đó, nhà phát hành trò chơi cũng sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận và hình ảnh của chân sút sinh năm 2001 cũng dần trở nên thân thiện hơn.
Tài năng của Mason Greenwood là không thể bàn cãi và anh đang cố gắng rút ngắn khoảng cách về thời gian hòa nhập cũng như tìm lại cảm giác bóng để tỏa sáng hơn nữa. Đồng thời đây sẽ là cơ hội để anh ghi điểm trong mắt của người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cánh cửa trở lại nhà hát của những giấc mơ sẽ rộng rãi hơn bao giờ hết. Tiềm năng của cầu thủ người Anh đã được chứng minh. Có thể anh chưa đạt đến tầm xuất sắc như một vài tài năng trẻ khác cùng trang lứa, nhưng nếu được trao đúng thầy, anh sẽ được phát triển một cách hợp lý, từ đó đóng góp nhiều hơn cho đội bóng mà mình đã gắn bó từ năm 7 tuổi. Hy vọng rằng, sau màn tái xuất sân cỏ đầy hứa hẹn này, Mason Greenwood sẽ có những tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới. Từ đó, hình ảnh sát thủ có khả năng dứt điểm hai chân như một sẽ được xuất hiện trở lại, để sự nghiệp của anh không còn phải dang dở nữa mà tỏa sáng rực rỡ trong tương lai. Chúc cho gỗ xanh sẽ duy trì phong độ cùng với thể trạng để đạt được thành công cùng câu lạc bộ Getafe. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.